Lý Thấm hay Lý Tẩm là nữ diễn viên người Trung Quốc, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1990, nổi tiếng qua các bộ phim như Sở Kiều Truyện, Nếu Như Yêu, Bầu Trời Được Bảo Vệ. Cô vừa tái xuất với vai Hàm Hương Kiến trong Như Ý Truyện, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Là một tiểu hoa 9X được đánh giá khá cao về khả năng diễn xuất, Lý Thấm được biết đến lần đầu tiên vào năm 2010 với vai diễn Tiết Bảo Thoa lúc nhỏ trong Tân Hồng Lâu Mộng. Nhưng sau đó, cô lại bị scandal hẹn hò cùng với nam thần Dương Dương. Tiếp theo là với tin đồn hẹn hò cùng với Tiêu Chiến. Hôm nay cùng VGT tìm hiểu tất tần tật về Lý Thấm nhé! Năm 2001, Lý Thấm học tập tại trường tiểu học Trung Tâm Thạch Bài thuộc thị trấn Côn Sơn, tỉnh Giang Tô và bắt đầu có hứng thú với hí kịch khi được đào tạo cơ bản tại đây. Đến năm 2003, Lý Thấm có cơ hội tham gia biểu diễn hí kịch tại đêm liên hoan Tô Ngoại, rồi lần lượt vào vai A Khánh Tẩu trong vở Tính Kịch Sa Gia Bang, vai Trúc Anh Đài trong vở Việt Kịch Lương Trúc Thập Bát Tương Tống, vai Đỗ Lệ Nương trong vở Côn Kịch Mẫu Đơn Đình Du Viên. Phim truyền hình của Lý Thấm 2010 Tân Hồng Lâu Mộng. Tân Hồng Lâu Mộng là bộ phim được ra mắt vào năm 2010, từng gây sóng gió một thời bởi chi đầu tư khủng lên đến 18 triệu đô la Mỹ. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tào Tuyết Cần, được xếp vào hàng tứ đại kỳ thư của Trung Quốc. Dự án là tác phẩm được coi là đòn bẩy cho ba nữ diễn viên trẻ Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Lý Thấm. Thời điểm đó, cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chỉ được đóng vai phụ, vai nữ chính được giao cho một gương mặt mới là Lý Thấm. Khi ấy, Lý Thấm với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét sắc sảo đã được đạo diễn Lý Thiếu Hồng nhắm vào vai diễn quan trọng, đó là Tiết Bảo Thoa thời niên thiếu. Triệu Lệ Dĩnh, một nữ diễn viên không tên tuổi khi ấy, chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong một vài cảnh phim với vai Hình Tụ Yên. So với sự diễn xuất chớp nhoáng của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch may mắn hơn khi vào vai A Hoàn Tĩnh Văn. Thật không ngờ, một Dương Mịch thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh nữ vương mạnh mẽ cũng từng có một thời siêng năng đi đóng vai phụ cách đây gần 10 năm. Năm 2011, Lý Thấm tiếp tục nhận vai chính Dương Khai Tuệ trong phim Trung Quốc 1921 và Tiểu Lý trong Nhật Ký Tướng Quân, nhưng cả hai phim này đều không phải là tuyệt phẩm của năm đó. 2012, Bầu Trời Được Bảo Vệ. Đến năm 2012, Lý Thấm nhờ phim Bầu Trời Được Bảo Vệ gây được sự chú ý của nhiều khán giả xem đài, trở thành bộ phim có rating khá tốt ở thời điểm đó. Cũng nhờ vai diễn Bồ Đào trong phim này mà Lý Thấm trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn tin cậy, gửi vàng cho cô nàng trong hành trình về sau. 2013, Thiên Kim Trở Lại. So với nhiều diễn viên khác, Lý Thấm khá may mắn khi mới vào nghề đã toàn được mời vào vai chính. Năm 2013, cô tiếp tục đóng chính cho ba bộ phim là Cuộc Sống Rực Rỡ vai Dư Phi, Thiên Kim Trở Lại vai Thẩm Trường Thanh, Hoa Khai Bán Hạ vai Hạ Như Họa và vai phụ Lý Tiểu Ái trong Bảo Vệ Cháu Trai. Trong đó, Thiên Kim Trở Lại chính là phim có đề tài khá tốt, đặc biệt còn đóng cùng với nam thần hot nhất nhì thời điểm này là Lý Dịch Phong. Với mô típ na ná như phiên bản Lọ Lem thời hiện đại, tác phẩm chinh phục đủ mọi tầng lớp khán giả, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng. Ra mắt trên kênh sóng của năm đài truyền hình vệ tinh hàng đầu Trung Quốc, Thiên Kim Trở Lại thu hút một lượng lớn khán giả truyền hình quan tâm theo dõi. Lượt tải phim online theo ghi nhận cũng đã vượt ngưỡng 1 triệu. Mặc dù mô típ phim báo thù vốn đã quá quen thuộc với khán giả chung, nhưng Thiên Kim Trở Về vẫn đạt thành tích phát sóng ấn tượng bởi cốt truyện hấp dẫn, chặt chẽ, tình tiết gay cấn, kịch tính. Quá trình phấn đấu không ngừng trau dồi bản thân của nhân vật Thẩm Trường Thanh trong phim, từ một cô tiểu thư quen sống trong nhung lụa trở thành nữ doanh nhân sắc sảo, tiếp quản cả sản nghiệp gia đình, để lại nhiều bài học sống đáng suy nghĩ cho giới trẻ. 2014, Nếu Như Yêu. Năm 2014, Lý Thấm chỉ có hai phim lên sóng là Yêu Em Có Thời Hạn và Nếu Như Yêu. Trong đó, Nếu Như Yêu là bộ phim có rating khá tốt, mặc dù độ hot cao nhưng vừa qua cũng nhờ thành tích của bộ phim này mà Lý Thấm lọt top nữ hoàng rating của lứa tiểu hoa thuộc thế hệ 9X. Đây là bộ phim đầu tiên do chính hoàng tử Ếch Minh Đạo làm chế tác, kiêm đảm nhận vai nam diễn viên chính. Phim lấy bối cảnh hiện đại, xoay quanh cuộc chiến giành tình yêu và quyền lực của hai anh em trai là Adam Minh Đạo và Thế Anh Hồ Binh. Nếu Như Yêu được phát sóng trên kênh truyền hình Hồ Nam Trung Quốc với rating duy trì ở mức 1% đều đặn trong quá trình phát sóng. Năm 2015, Lý Thấm vẫn tiếp tục là nữ chính trong 3 bộ phim Cực Phẩm Tân Nương vai Đường Đậu Đậu, Tình Mãn Tuyết Dương Hoa vai Diệp Minh Châu và Hạnh Phúc Trở Về vai Ngư Ấu Vi. Tuy nhiên, cả 3 bộ phim này đều không lý tưởng như mong đợi. 2017, Sở Kiều Truyện. Sau một năm 2016 không xuất hiện trên truyền hình, Lý Thấm của năm 2017
trở lại mạnh mẽ và vô cùng ấn tượng với vai nữ phụ, Nguyên Thuần công chúa trong tác phẩm truyền thể Hoàng Phi Sở Đặc Công số 11 của nhà văn Tiêu Tương Đông Nhi với tên gọi mới là Sở Kiều Truyện. Có lẽ không nói thì ai cũng biết, Sở Kiều Truyện là phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, không những rating ấn tượng, lượt xem, lượt tải online đứng hàng khủng, mà đến nay bộ phim vẫn còn chễm chệ ngồi trong top 4 bộ phim có lượt xem cao nhất YouTube trong vòng 10 năm trở lại đây. Với Sở Kiều Truyện, không chỉ hai nhân vật chính là Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính nhận được nhiều tình cảm của khán giả, mà những vai phụ như Yên Tuân, Lý Sách, Nguyên Thuần của Đậu Kiêu, Đặng Luân và Lý Thấm cũng vô cùng ấn tượng. Nhất là nhân vật Nguyên Thuần của Lý Thấm, tuy chỉ là nữ phụ nhưng Lý Thấm với vai công chúa Nguyên Thuần không hề kém cạnh so với nữ chính trung tâm là Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng không chỉ dừng lại ở mức độ dễ thương đáng yêu, nhân vật Nguyên Thuần còn thay đổi rất lớn trong những tập kế tiếp của Sở Kiều Truyện. Nàng yêu Yến Tuân, Đậu Kiêu đóng nhưng không được đáp lại và càng căm phẫn hơn khi chàng một lòng hướng về nữ chính. Rồi Yến Tuân đào hôn và tạo phản, Nguyên Thuần bị quân Yến Bắc vũ nhục, từ đó tính cách thay đổi và trở nên thâm hiểm hơn, chỉ một lòng muốn tìm cách báo thù. Hết bị bỏ rơi trong ngày tân hôn, dù lại bị thuộc hạ của người yêu cưỡng bức tập thể, Nguyên Thuần làm công chúa quả thật chẳng khác gì chỉ là trò cười cho bản thân, cho thiên hạ, bị đẩy vào bi kịch. Nàng bắt đầu trở nên độc ác và tàn nhẫn, không thua kém gì Yến Tuân. Có lẽ điều mà khán giả trông đợi ở Lý Thấm chính là màn lột xác ngoạn mục của nhân vật Nguyên Thuần khi nàng ta trở nên độc ác và tàn nhẫn. Diễn xuất của Lý Thấm từ trước đến nay không phải bàn cãi nhiều, khán giả rất kỳ vọng nữ diễn viên 27 tuổi sẽ tạo điểm nhấn quan trọng trong thời gian tới. Sau một thời gian đóng vai chính không hot, năm 2017, Lý Thấm tiếp tục góp mặt trong Nằm Vùng Trở Về và Bạch Lộc Nguyên, nhưng cả hai phim này đều mờ nhạt so với những đối thủ nặng ký như Sở Kiều Truyện, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Phim điện ảnh của Lý Thấm. Lý Thấm vốn được công ty chủ quản Lăng Xê tích cực, giúp cô có được khá nhiều vai nữ chính, nhưng đa số đều không thành công, chỉ có tác phẩm Thiên Kim Trở Lại là nhận được nhiều lời bàn tán nhất, để rồi sau đó cũng chìm nghỉm. Đây cũng là khoảng thời gian đi xuống đến mức thảm hại của Lý Thấm, khi tên tuổi dần trở nên mờ nhạt và xa lạ với khán giả. Chính vì không còn sức hút khi đóng vai chính, Lý Thấm bị gạt ra, nhà sản xuất chỉ mời cô đóng vai nữ phụ, đất diện ít. Nhưng khi Lý Thấm đóng vai phụ thì lại khác. Ngoài vai Nguyên Thuần trong Sở Kiều Truyện, Lý Thấm khi đóng Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây bản điện ảnh cũng được nhận xét là diễn xuất hoàn toàn lấn át hai nữ chính Angelababy và Lưu Diệc Phi. Trong năm 2017 đến 2018, Lý Thấm đã quay hình rất nhiều phim, trong đó những vai nữ chính gây chú ý là Từ Tình Yêu Đến Hạnh Phúc, Làng Điện Hạ, Hải Thượng Phồn Hoa, Chu Tiên đóng cùng Tiêu Chiến. Đây đều được coi là những tác phẩm có sức hút, nhận được đánh giá cao từ phía khán giả. Sau một loạt các phụ mới thì Lý Thấm cũng đã bắt đầu nổi tiếng trở lại, dù mức độ chưa đạt được như thời Tân Hồng Lâu Mộng. Nhưng dù sao, cô cũng đã có bước tiến mới trong sự nghiệp. Nhưng điều mà mọi người quan tâm là liệu Lý Thấm có giữ vững được phong độ và ngày càng thân tiến hơn trong sự nghiệp hay không, hay là lại đi xuống. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.